Kính chào các đồng chí và quý vị đang theo dõi chương trình Quốc phòng toàn dân. Thưa các đồng chí và quý vị, như vậy là sau những ngày nghỉ Tết kéo dài, mọi người đã quay trở lại với công việc thường nhật. Sau hơn 2 năm, các hoạt động vui xuân đón Tết có nhiều hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp. Người dân đã đón một cái Tết trong điều kiện bình thường mới, với nhiều hoạt động tinh thần phong phú, vui tươi. Với các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, bên cạnh việc chủ động tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón Tết cho cán bộ chiến sĩ, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã yêu cầu nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó với các tình huống, đảm bảo cho nhân dân đón xuân an bình. Đại đội thông tin nằm trong khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nơi nơi tràn ngập hương sắc của mùa xuân. Bên cạnh những cán bộ chiến sĩ đã có kinh nghiệm đón Tết trong doanh trại, thì với cán bộ chiến sĩ mới về đơn vị nhận nhiệm vụ, đây là cái Tết đầu tiên xa gia đình. Để các chiến sĩ mới cảm nhận được sự ấm áp trong ngày Tết, Ban Chỉ huy đại đội đã tổ chức nhiều hoạt động cho cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết, như tổ chức gói bánh chưng, trang trí bàn thờ Tổ quốc, sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Đây là năm đầu tiên em được đón Tết ở trong quân ngũ. Đơn vị cũng có làm tổng dọn vệ sinh cuối năm, trang trí lại doanh trại. Em cảm thấy là rất là phấn khởi khi được đón Tết ở trong quân ngũ như thế này. Nó giúp chúng em cảm thấy là tình đồng chí đồng đội gắn kết hơn. Giống như anh em chung một nhà, phụ giúp nhau giống như lúc ở nhà phụ giúp gia đình. Trang trí bàn thờ Tết đã trở thành hoạt động được tổ chức hàng năm của các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, các đơn vị quân đội nói chung. Bàn thờ Tổ quốc được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong phòng khách của đơn vị, sẽ là nơi cán bộ chiến sĩ đón các đoàn khách quý và người thân của bộ đội đến thăm, chúc Tết doanh trại trong những ngày đầu năm mới. Và đây cũng là nơi đơn vị tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trực Tết, để mọi người cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình, sự gắn kết của tình thân trong vòng tay đồng chí đồng đội. Cùng với các hoạt động trang trí làm đẹp doanh trại nhằm tạo sự đa dạng phong phú trong các hoạt động đón Tết để cán bộ chiến sĩ có không gian vui xuân ngay tại doanh trại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã yêu cầu các đơn vị trong toàn lực lượng tổ chức nhiều hoạt động như thi gói bánh chưng, hát karaoke, hái hoa dân chủ. Qua đó tạo không khí vui tươi, lành mạnh, giúp cán bộ chiến sĩ phấn khởi, an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao. Đêm giao thừa, đêm 30 thì chúng tôi đã chuẩn bị một bàn thờ Tết rất là trang trọng và ý nghĩa để tạo cái không khí vui tươi cho cán bộ chiến sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi còn tổ chức các hoạt động như là hát karaoke, hái hoa dân chủ, trò chơi nhân gian, đập heo đất và kéo co, bóng đá, giao lưu bóng chuyền để đảm bảo về cái đời sống vật chất, để đảm bảo đời sống tinh thần cho chiến sĩ trong đơn vị. Ngoài ra công tác đảm bảo về ăn uống cũng được nêu lên hàng đầu để đáp ứng tiêu chuẩn định lượng trong những ngày Tết. Ban chỉ huy có sự chuẩn bị rất chu đáo về cảnh quan đơn vị và ăn uống cho chiến sĩ trong ngày Tết. Cùng với đó là các hoạt động phong trào, giao lưu văn hóa văn nghệ cho chiến sĩ thân thuộc hơn với Tết, tạo cho chiến sĩ có một cảm giác không tách biệt với cái Tết bên ngoài. Một hoạt động đặc biệt được đón chờ đó là chương trình pháo hoa nghệ thuật chào đón năm mới. Để người dân có thể thưởng thức trọn vẹn màn bắn pháo hoa thì từ cuối tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức công tác tập huấn đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình bắn, cũng như triển khai các phương án chuẩn bị để sẵn sàng cho thời khắc đặc biệt này cho hàng trăm cán bộ chiến sĩ các địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ vận chuyển, lắp đặt và khai hỏa pháo hoa. Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bắn, đồng thời đề nghị chỉ huy các điểm bắn tăng cường các chốt chặn, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ tại khu vực bắn pháo. Về để đảm bảo công tác an toàn thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương là thực hiện tốt, là một là phải bảo đảm cái trước khi bắn thì đã tổ chức khảo sát các cái điểm bắn là đảm bảo an toàn. Thứ hai là các điểm bắn là phải có đầy đủ dụng cụ phòng chống cháy nổ. Thì sau khi được tập huấn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì chúng tôi là về tập huấn lại cho cán bộ chiến sĩ cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng. Một là lực lượng bốc xếp, hai là lực lượng lắp ghép, ba là lực lượng bảo vệ để triển khai làm sao bảo đảm an toàn cho hai cái vị trí bắn pháo bông đạt cái kết quả tốt nhất cũng như là bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ. Từ lâu, pháo hoa trên giao thừa đã trở thành một biểu tượng trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Sau 2 năm phải tạm hoãn do dịch Covid-19, pháo hoa giao thừa Tết Quý Mão 2023 trở lại rực sáng với những màn hoa lửa trên bầu trời ở thời khắc đặc biệt, qua đó gửi gắm những mong ước kỳ vọng về năm 2023 nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc. Để tạo điểm nhấn, pháo hoa đêm giao thừa Tết Quý Mão được bắn theo 3 giai đoạn với các chủ đề chào mừng năm mới, trăm hoa đua nở và thăng hoa. Thời gian bắn pháo liên tục trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút. Với phương châm vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, xác định Tết là khoảng thời gian mà các thế lực thù địch dễ lợi dụng để thực hiện các hoạt động gây rối, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nên công tác trực đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đặt lên hàng đầu. Theo đó, bên cạnh các yêu cầu trực, huấn luyện thường xuyên, các đơn vị còn tổ chức tập nhiều phương án, tình huống gia đình khác nhau để tăng tính chủ động, khả năng ứng phó của mỗi cán bộ chiến sĩ trong mọi tình huống. Bộ tỉnh triển khai lực lượng quân báo trinh sát, tăng cường nắm tình hình địa bàn, tham mưu các cấp lãnh đạo chỉ đạo khi có tình huống phức tạp xảy ra, phối hợp với các lực lượng công an, dân phòng tổ chức tuần tra. Ngoài ra còn tổ chức lực lượng sẵn sàng chiến đấu phòng không để sẵn sàng chủ động đánh địch, đột nhập đường không nếu có. Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cơ quan đơn vị địa phương trực thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho người dân đón Tết vui tươi an toàn. 100% cơ quan đơn vị địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương đất nước. Với mỗi cán bộ chiến sĩ trong các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, những ngày Tết đến xuân về, dù không được sum vầy bên gia đình, cùng nhau quây quần bên mâm cơm của ngày Tết đoàn viên, nhưng vẫn ngập tràn ấm áp trong tình đồng chí đồng đội, trong sự tin yêu, chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương. Và hơn cả đó là niềm vui, sự tự hào mà chỉ những ai là bộ đội Cụ Hồ mới cảm nhận hết được. Sự tận tâm, tận lực, thầm lặng thực hiện nhiệm vụ của các anh chính là đang góp phần bảo vệ sự bình yên cho mọi miền của Tổ quốc, để nhân dân được vui xuân đón Tết trong thanh bình. Thưa các đồng chí và quý vị, chỉ còn hơn một tuần nữa, cùng với cả nước, hơn 1.700 thanh niên của Bà Rịa Vũng Tàu sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Năm nay, trong tổng số 1.450 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, có hơn 400 thanh niên được biên chế về huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đảm nhận công tác huấn luyện chiến sĩ mới cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tới thời điểm này, Trung đoàn Bình Đàm đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, cũng như về đội ngũ cán bộ, giáo viên, đảm bảo cho công tác tiếp nhận và huấn luyện cho các tân binh đạt được chất lượng cao nhất. Đến Trung đoàn Bình Đàm những ngày này, không gian như sáng bừng lên bởi những sắc màu rực rỡ của cỏ cây hoa lá. Được biết, công tác chỉnh trang cảnh quan đơn vị đã được Ban Chỉ huy Trung đoàn triển khai từ đầu tháng 1, vừa để chuẩn bị cho cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết, vừa để tạo cảnh quan chuẩn bị đón các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023 sẽ về học tập tại đơn vị. Chỉ mong muốn tạo cho các chiến sĩ trẻ có những cảm nhận đầu tiên ấn tượng về môi trường quân ngũ, đơn vị đã đầu tư hàng ngàn chậu hoa để trang trí trong khuôn viên doanh trại. Đối với công tác chuẩn bị cho cái huấn luyện chiến sĩ mới thì đến giờ phút này chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong tất cả hệ thống giáo án, bài giảng, rồi thao trường bài tập, cũng như là con người, tổ chức tập huấn rồi để chuẩn bị cho cái huấn luyện chiến sĩ mới. Tất cả cán bộ chiến sĩ cũng ở một cái tâm thế là ra quân trong năm mới vui tươi và quyết tâm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023. Là đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Ban Chỉ huy Trung đoàn Bình Đàm xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị mọi mặt để đảm bảo cho công tác huấn luyện chiến sĩ, cũng như đảm bảo các sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ trong thời gian huấn luyện được trung đoàn đặc biệt chú trọng. Xác định các chiến sĩ mới đều là các bạn trẻ lần đầu xa gia đình, sống trong môi trường quân ngũ sẽ có nhiều bỡ ngỡ, trung đoàn đã thực hiện nghiêm công tác tập huấn cán bộ và sắp xếp đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, trình độ, năng lực để quản lý chiến sĩ mới. Trong đó đặc biệt là chú trọng đến công tác huấn luyện cho các cán bộ cấp trung đội, tiểu đội, phương thức nắm bắt tâm tư, tình cảm của các chiến sĩ mới để kịp thời có biện pháp hỗ trợ, chia sẻ để các chiến sĩ mới yên tâm tư tưởng vượt qua giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Để tăng cường rèn luyện bản lĩnh cho các tân binh, công tác chính trị cũng đặc biệt được chú trọng. Các giáo viên đảm nhận giảng dạy chính trị được yêu cầu tổ chức biên soạn các giáo trình, giáo án, các bài giảng chính trị sao cho phù hợp với nhận thức của các chiến sĩ trẻ, giúp các tân binh nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của người thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các bài giảng phải đảm bảo được yêu cầu, giúp cho các chiến sĩ trẻ hiểu về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền ngọn lửa tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Bà Rịa Vũng Tàu, từ đó khơi dậy trong lòng các chiến sĩ tình yêu quê hương, đất nước, cũng như nuôi dưỡng ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ được giao. Năm nay, tất cả các đồng chí chính trị viên cũng đã là chuẩn bị một số đề án về nội dung công tác đảng chính trị, đặc biệt là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kèm theo đó là xây dựng những cái trò chơi chính trị để các đồng chí chiến sĩ là có một sân chơi, có một tinh thần vừa chơi vừa học, đó là để củng cố hơn về kiến thức, kèm theo đó là những cái buổi giao lưu văn hóa văn nghệ tại đơn vị cũng như là các chi đoàn kết nghĩa của các huyện thị. Bên cạnh việc xây dựng các bài giảng về chính trị, trung đoàn cũng yêu cầu hai tiểu đoàn đảm nhận nhiệm vụ trực tiếp huấn luyện chiến sĩ là tiểu đoàn 440 và tiểu đoàn 500 quan tâm đến công tác chuẩn bị các mô hình, học cụ, thao trường, bãi tắm để các chiến sĩ mới rèn luyện thử lửa cho những ngày đầu trong môi trường quân ngũ. Theo đó, ngoài việc tu bổ gia cố các hệ thống giao thông hào, ụ bắn ngoài bãi tập của trung đoàn, đơn vị cũng đã tập trung sửa chữa, làm mới, bổ sung hàng trăm bia, bảng, mô hình học cụ, biển bảng trong doanh trại, thao trường, bãi tập bảo đảm đầy đủ vật chất cho các đơn vị tổ chức luyện tập các nội dung. Trung đoàn cũng đã chủ động trong công tác chuẩn bị các thao trường, bãi tập và mô hình học cụ để đảm bảo cho huấn luyện chiến sĩ mới để đạt được cái kết quả cũng như là có cái tính chủ động, không để bị động trong quá trình là chiến sĩ mới vào. Mặt khác, để đảm bảo cho công tác hậu cần, đảm bảo sức khỏe của cán bộ chiến sĩ trong thời gian huấn luyện, đơn vị cũng đã triển khai cho các chiến sĩ song song với việc duy trì các khu vườn tăng gia đang có. Cũng đã bắt tay chuẩn bị các khu vực gieo trồng mới, chuẩn bị sẵn các loại giống rau củ quả để ngay khi các chiến sĩ mới vào sẽ bắt tay tổ chức xuống giống trong toàn diện tích vườn tăng gia. Được biết, trong những năm qua, công tác tăng gia sản xuất tại Trung đoàn Bình Đàm trong các mùa huấn luyện đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Không chỉ đáp ứng bữa ăn hàng ngày cho các chiến sĩ mà còn tạo được nguồn thu nhập tăng thêm, tạo nguồn bổ sung cho bếp, nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Chúng tôi được nhận thêm nhiệm vụ của trung đoàn là chuẩn bị vườn tăng gia sản xuất về phân giống nhằm đảm bảo cho chiến sĩ mới chuẩn bị nhập ngũ sẽ có được, sau khi vừa nhập ngũ thì sẽ có giống để xuống cấy và đảm bảo rau để phục vụ cho bữa ăn uống của toàn bộ tiểu đoàn. Năm 2023, Trung đoàn Bình Đàm được giao nhiệm vụ huấn luyện cho hơn 440 chiến sĩ mới trong các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, chia làm hai cơ sở, Trung đoàn Bình Đàm và tại đại đội trinh sát thuộc địa bàn xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới cơ bản đã hoàn tất. Trung đoàn đã sẵn sàng đón nhận và bảo đảm điều kiện tốt nhất cho chiến sĩ mới yên tâm học tập, huấn luyện, sinh hoạt. Đặc biệt là để cho các chiến sĩ trẻ có được những ấn tượng đẹp về môi trường quân ngũ. Các đồng chí và quý vị vừa theo dõi chương trình Quốc phòng toàn dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.